Hello tất cả mọi người nha, mình là Busegu đây. Hiện tại là mình cũng đang có mặt tại server Việt Nam nha, để cùng với anh em tiếp tục cái series đó chính là một cho tất cả ha. Hiện tại vị tướng này của mình đang chơi đây chính là con cá sấu này nha. Còn bên team bạn là Senna nha mọi người. Nhưng mà không sao, cái con cá sấu này mặc dù là một cái vị tướng đánh gần nhưng mà nó có một kỹ năng tiếp cận rất là tốt luôn nha, với hai lần E luôn nha mọi người, cũng như là một khả năng làm chón. Còn Senna bên team bạn mặc dù nó là một cái vị tướng tay dài nhưng mà nó lại không có bất kỳ một kỹ năng nào mà lướt nè hoặc là nhảy cái anh em ơi. Ơ trời ơi, top loạn lạc luôn kìa anh em ơi. Nó băng hai cái trụ kìa, nó băng hai cái trụ luôn mà chịu luôn á. Trời ơi anh em thấy chưa, áp đã luôn á chứ. Từ nha từ nha. Ô chơi luôn rồi hả, lên luôn bạn ơi, hai chó có mặt nè, quy nè. Ô phe đó quy được là ăn rồi anh em ơi, tại vì quy đang có nổ á, tốc biến nhanh quá nè, mất luôn cái quy rồi, phục luôn cái mạng anh em ơi. Nhưng mà làm sao nó mất tốc biến rồi nha, lần sau bay lên là chết chắc nè. Từ từ từ, ôi ông kia lên tiếp à, từ chứ. Ủa tôi bú luôn anh em ơi, 450 luôn á nha. Nghe không, Senna bắn thật sự là không thấm anh em ơi. Còn mình á rất là đơn giản luôn, chỉ cần bay hai cái E lên làm chón hai phát, tại vì hai cái xấu mà, rồi win phát á bay màu ngay về luôn nha. Cái con Senna này á, nó chỉ có kỹ năng tàng hình, xong rồi tốc chạy tăng đường tí anh em ơi, và lâu lâu có làm chó làm chậm thôi, chứ nếu mà nó muốn lướt á thì thật sự là không thể nào luôn rồi đó. Cái sáu này bay vào cắt thằng sắt bay màu ngay về luôn ạ. Ok, lên luôn cái giày thép gai nha mọi người, một chút gọi là khắc chế cứng đi. Ok, xuống chơi luôn á, xuống chơi luôn á. Cái con Senna có skin kia nha mọi người ơi, là hết tốc biến rồi. Thằng này hết chưa? Không đủ đam bên em ơi, xa quá xa quá. Từ từ, 9 giây, 9 giây anh em ơi. Chỉ cần có combo EW qua là chết chắc rồi. Băng trụ được luôn á nha. Mà nó còn full máu anh em ơi. Ủa gì gớm vậy? Ủa gì gớm vậy? Hai tóc biến anh em ơi, đang một mạng á. Có đáng không ta? Chắc là đáng anh em ơi, tại vì 2-0 luôn rồi nè. Lúc đầu mình càng xanh á sẽ là càng tốt thôi, tại vì cái xấu này á nó là một cái vị tướng rất là mạnh luôn lúc đầu game và giữa game nha mọi người. Còn về cuối game á thì nó sẽ hơi tù một chút thôi, nhưng mà sao như vậy đủ rồi đấy, một cái quy nhẹ W nè, ông kia lên 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 lên. Ui không theo kịp cái nhịp mọi người ơi. Thôi thôi thôi, được rồi được rồi, combat nhẹ nhẹ chiêu chiêu cái 3 tiền và nhà mua đồ cái mọi người. Và nếu như em có bất kỳ một yêu cầu, thử thách hoặc là ý tưởng nào muốn mình làm thêm á, anh em mới cứ đừng quên bình luận ngay cho mình ở phía dưới nha. Ok, cứ lên sắc lực, lên full đam mà vãi thôi mọi người ơi. Chơi cái xấu á mà lên full tăng thật sự là hơi nhùng, hơi nhùng. Nhất là khi gặp cái con Senna như thế này, mình cần cái chính ở đây á là sốc đam cơ. Bay vô một phát á là phải bay màu ngay về luôn. Lên tăng á thì lại không có được anh em ơi. Lên full sắc lực hoặc là chiến mạng á, nó gọi là phê. Trời ơi, hai cái bạn kia đẩy quái xong mà chạy thẳng về nhà luôn mà. Không cái nán lạ luôn á anh em. Chưa kịp nhìn thấy cái mặt luôn á. Rồi có rò rồi nha, có rò rồi nha. Bây giờ băng trụ là cứ phải gọi là thoải mái luôn á mọi người. Đẩy quái nè, đẩy quái nè. Giữ nộ nha mọi người ơi. Mình phải luôn giữ cái mức nộ là tầm nửa cây á, để mà làm chón tầm 1-2 giây là ok rồi. Băng trụ nè, có rò rồi anh em ơi, băng trụ thoải mái. Đấy, quái châu. Ông kia ra đi, ông kia ra đi. Ok, chạy luôn ông ơi. À, chơi này, chơi được á, chơi được á. Bật ngược lại luôn được á anh em ơi. Ồ, ông kia cũng chạy thẳng về luôn rồi. Chơi được mà. Phan này là có chuối free luôn á, ông kia chạy về luôn rồi. Không đủ đam anh em. Nó còn full máu á, khó ăn lắm. Thôi, về thôi. Ông kia mà đứng lại một chút nữa là có mạng rồi, tại vì trong đó nó không có mắt á anh em. Ơi ơi này cái đậu xanh rau muốn có mắt mọi người ơi. Ở cái bụi một mà không có, cái bụi hai thì lại có à, hơi cay mà nha. Ê ê, chạy 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 chạy. Ui né né, hên quá có một cái rò thôi anh em ơi. Ơi ôi đừng nói là bắn rò tiếp nha. Đừng nha đừng nha đừng nha đừng nha đừng nha, cho tôi về. Cho tôi về. Cho tôi về. Ok, né ra một chút bạn ơi. Nãy mà nó tới mình chút nên là mình bị khó chân lại rồi á mọi người.
Chọn Senna đã bắn ba cái rờ luôn mọi người. Mình né được hai cái rờ, chúng được có 1 cái à, nên hên quá, vẫn sống. Cõi top kìa. Cái top thật sự là nhớ sân bay luôn rồi, chủ của nó như không có luôn á mọi người. Mà chắc là boss của mình như vậy thôi, chỉ cần cái rờ bay vào băng chủ là chủ bắn phải chục phát mới chết được cái xấu này. Mà đây là tới tận hai con. Những con như là Darius hoặc là cái xấu á đều là những cái vị tướng rất là mạnh luôn lúc đầu game nha mọi người. Ê, chơi luôn á, chơi luôn á, chơi luôn á. Chơi luôn á, chơi luôn á. Chơi luôn á. Chơi luôn á anh em. Ok, lướt ra 1 tí nè. Sắp có rờ nha. Rồi rồi rồi, đợi hồi chiêu cái. Từ anh em ơi. Vô luôn nè ông ơi, vô nè, tôi tăng cho. Ui, hai cái rờ như này thằng nào tăng mà chả được anh em, thiệt luôn á chứ. Cái xấu băng chủ thật sự là chuyên môn của nó luôn á mọi người ơi. Băng chủ nó quá dễ, tại vì sao? Hiệu ứng khống chế là thẳng vào cái đầu luôn. Chón là thẳng vào cái đầu luôn anh em. Quy một phát e lướt ra. Làm sao mà đỡ được. Rồi hên quá, lấy được cái rồi luôn nha. Mà về nhà mua cái trang bị lớn á anh em. Rồi cái bót nát bét, cái bót nát bét luôn. Rồi lên được một cái trang bị lớn huyệt đao luôn rồi nè. Cứ sát lực, cứ sát thương hoặc là cứ chiến mạng mà phan thôi. Không có cần lên tăng anh em. Tí nữa tầm về giữa giữa cuối game á, nếu như mà Senna có thêm bản bắt đầu xanh rồi á, thì mình sẽ lên những cái trang bị có thể chống chịu tốt được chút nhưng mà vẫn có đam, như là rìu đen hoặc là móng vuốt Starrat đó mọi người. Hoặc là áo tròn bóng tối á, cũng được. Còn lúc đầu game như này mình đang mạnh VL ra, lên đam mà vẽ thôi. Xuống boss tiếp này ông ơi. Chuối phi rúi, chuối phi luôn á chứ. Cứ thấy nó là băng trụ nha. Có mắt không ta? Này vô nè ông ơi, vô nè ông ơi. Bọc đi, bọc đi, bọc đi. Tôi dụ cho. Rồi, 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 vô thế rồi này em ơi. Vô thế rồi, vô thế rồi. Vô thế rồi đó. Rồi nha, đợi hồi chiêu nè. 6 giây nè, 6 giây nè. 4 giây nè. Vô này, vô này, vô này, vô nè. Đó. Đó. cái xấu mà băng trụ thì Senna chịu sao nổi anh em. Hai cái chón thẳng mặt vô cái đầu. Thật sự luôn. Hai cái chón thẳng mặt vô. Kỹ năng lướt lướt các kiểu thì quá cơ động đi. Trụ chắc là bắn được tầm 1-2 phát cơ. Mà bật cái rờ lên là chắc là chống chịu được tầm 10 phát trụ. Thoải mái. Và đó là 6-0 rồi. Uầy. Thật sự là áp đảo luôn á. Ê ê ê, chuối đâu? Lên nữa không? Nữa nè, nữa nè, nữa nè, nữa nè. À, chạy giờ cũng nhanh đấy. Thôi thôi về luôn anh em ơi. Sợ rủ anh em nó ra đó. Nó yếu nhưng mà mình đang đứng ở nhà nó anh em. Đứng hồi rủ anh em nó ra nữa mệt lắm. Trời ơi, combat chiêu chiêu, ăn cái lớp giúp trụ chiêu chiêu một cái 9 tiền rồi, giàu ác. Rồi, và gần hai món trang bị lớn rồi nha mọi người. Mới phút thứ 9 à. Mình farm cũng khá là ổn đó chứ. Tinh đi thôi. Điên rồng anh em ơi. Nhưng mà ai rảnh đâu. Cái sống này ăn rồng nói chung là cũng không có quá nhanh đâu anh em ơi. Nghĩa là mình đi farm mạng trước đi. Mà tên bạn đâu rồi? Boss nó không ra luôn kìa anh em. À đây 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 đây. Đây 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 đây. Ta 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 ta. Chạy đâu. Ây da, hai cái chói này em ơi. Cày thế. Tính lướt E lên tốc biến cái là chết đó rồi. Mà dính hai cái chói. Mày cứ rượt đi. Mày cứ rượt đi. Thử rồi, lên đây, lên đây. Nếu mình nó rượt nữa đây em ơi là nó chết chắc á. Tại vì lúc mà nó rượt mình á thì mình E lại mình có một cái E à. Còn lúc mà nó rượt nữa, mình tất cả đáng quái kia mình E một phát á, mình E ngược lại là có hai cái E luôn nha mọi người. Nó chạy không nổi. Ê, xin lỗi, xin lỗi. Ui, đau vậy, đau vậy. Ai à, ai à. Đau vậy, chạy đi mới. Nhưng mà. Nhưng mà. Đau rồi. Ui, mang này nó chạy thôi chứ anh. Thôi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Chết đó, chết đó. Nó còn một đống R. Mình chưa thấy nó xài cái R luôn á anh em. Một combo nhẹ. Một combo nhẹ. Ây da, bị đù rồi anh em ơi.
Một cú, ok. chạy luôn, có ai cứu không? Nó rượt nữa là nó chết nha mọi người ơi. Tại vì nó hết mana rồi á. Và con cái xấu này chỉ cần full nộ quy một phát thôi là cũng nửa cái máu rồi. Rồi, hai món trang bị lớn nha. Và còn dư thêm tới tận là một cái 4 tiền luôn. Giàu ác. Cứ full đam mà vẽ này em ơi. Cứ full sát lực, full đam mà vẽ thôi. Không có cần suy nghĩ nhiều. Ui, gần 300 đam luôn rồi nè. Mà lúc đầu game á, mình lên một cái giày thép gai mọi người. Cũng hơn 100 dép rồi. Cũng cao phết đó chứ đâu có đùa. Trời ơi, top nó bê nát hai cái trụ rồi à. Chơi game hay chơi bê trụ ấy? Cứ bát thôi, đừng có bê trụ. Cho tên bạn chơi game nữa. Ok. Mình farm cũng khá là ổn chứ bộ. Gần 70 CS anh em. Đừng có băng trụ. Bây giờ băng trụ thì thật sự hơi khó rồi. Tại vì đi chung không à. À vô đây, vô đây, vô đây. Ôi đông, đông anh em, đông. Đông này, đông này. Ây da, tốc biến. Trời, trời, nó bắn. Bay vô ngáo một phát thôi là mình bay màu liền á mọi người ơi. Tại vì mình lên full đam nó rất là giấy. Đi kiếm chúa thôi mọi người ơi. Nãy giờ chưa găng được mạng á. Cũng hơi cồn cào đấy, cũng hơi cồn cào đấy. Hơi đói bụng rồi đó mọi người ơi. Đi kiếm mạng thôi. Tại vì nãy giờ tên bạn chơi á kiểu mà cứ đẩy quái xong nha mọi người. Cứ đẩy quái xong là về ôm trụ luôn. Về năm thằng ôm trụ luôn á nha. Sự là vãi đái luôn á. Không thằng nào dám ra. Mình nếu như mà nó ra một phát năm đứa thì chịu sao nổi anh em ơi. Cái này là mình phải chơi lại cái chiến thuật mới rồi. Là năm đứa cái xấu tên mình nó phải đi chung rồi. Băng trụ á. Ủa đúng thật là như vậy kìa. Ô, chơi luôn á, chơi luôn á. Chơi luôn á, ok. Ok, ui bố được hai mạng luôn anh em ơi. Ê tôi chạy cái. Chơi tiếp không? Chưa có chón nha anh em ơi. 6 giây nè. Ừ sau lưng nè. Chưa có chón anh em. Trời ơi, pha đó mà có chón là ăn mạng rồi. Từ từ. Nó thả diều nhìn đù luôn á anh em ơi. Đừng không. Bây giờ Senna nó bắn đâu chứ trời. Bây giờ chắc phải đi chung thôi mọi người ơi. Chứ bây giờ đi lẻ là Senna nó bắt lẻ mình được luôn á nha. Bây giờ Senna nó cuối game anh em ơi. Nó lay game rồi. Tại vì ở trong chế độ này á, cái lượng tiền với lại là cái lượng linh hồn á, nó lụm nhanh lắm. Ui băng trụ luôn hả. Ui loạn luôn anh em ơi. Loạn luôn anh em ơi. Có tôi nè. Một cái chón nửa cây máu. À, nó chói. Ui rồi. Chạy. Mày, lướt ra đây em ơi, một chút cover. Ông kia lướt vô chết luôn rồi. Chơi ngược lại nè. Hay, nãy xứ, có tôi. Ông kia. Ui, không đủ đam anh em. Ông kia vét đi. Hay. Ôi, Senna bây giờ nó thả diều thì thôi chứ em ơi chịu sao nổi. Hay ông ơi, và đó là quyết sạch luôn mà. Cái bắt thành công rồi đấy. Chắc là bây giờ lên combat nó phát cứu rồi end game luôn á mọi người ơi. Tại vì team bạn bây giờ nhà á, nhú sân bay luôn rồi. Nát hai đường cái boss á thì bây giờ còn đúng cái trụ. Team mình bây giờ nó còn đi ăn Baron nữa nè. Tí nữa lính siêu cấp nó đẩy vô mà có bút Baron thì thôi á, team bạn đép sao nổi đây. Một khi á mà mình ăn được tầm 2-3 mạng rồi á thì cái nhà team bạn dù chỉ là lính đánh thôi là cũng đủ end game rồi đó. Thôi chắc là combat phát nữa cho nó mạng nhãn. Và mình cũng gần full đồ rồi nha. 5.5 đồ phút thứ 21 như này thật sự là hơi chậm. Nhưng mà lúc đầu game quậy nó cũng khá là nhiệt hơn. Tại vì bây giờ Senna này nó về cuối game nó mạnh điên anh em ơi. Nó vừa trâu nó vừa có đam. Tốc đánh nó cao mà tầm đánh nó xa nữa. Bây giờ mình bay vào qua là ăn 5 cái chó là bay màu luôn. Bắn đầu kinh. Giờ là phải đi chung anh em ơi. Đi riêng là Senna này thấy dịu chết. Ồ, ông kia. Ông kia hút trụ luôn rồi, what the fuck. Vô. Cho tôi chơi game. Ây da. Không được chơi game luôn anh em. Ây chuối. Đấy, cơ bát 5 năm thì team bạn sẽ có tuổi được anh em ơi. Trời ơi, quá nó bê rồi, không win luôn rồi. Và ok, GG tất cả mọi người nha. Và tạm biệt anh em. Bye bye.